là một cặp váy của mẹ và bé. Mỗi lần được may váy đôi cho mẹ và bé thì cái cảm giác của anh luôn rất là hạnh phúc ấy. Ngày hôm nay còn là một ngày đặc biệt nữa, hôm nay là ngày lễ quốc tịch, là ngày Nguyễn Lan Trương nữ gặp nhau. Có thể nói là hôm nay một ngày kiểu biểu trưng cho tình yêu bên cạnh ngày Valentine trong năm nữa. Cho nên là khi mà nhận cái thiết kế đôi của mẹ và bé này, Quỳnh càng cảm thấy cực kỳ đặc biệt và hạnh phúc. Đây là thiết kế dành riêng cho chị Ngô Trà My và con gái của chị trong một dịp không thể đặc biệt hơn, đó là dịp sinh nhật của bé. Sắp tới thì sẽ có tổ chức một bữa tiệc rất là lớn và chị Trà My đã gửi gắm tất cả những cái tình cảm cũng như sự tin tưởng dành cho Sư Bảo Nguyễn để đặt váy của mẹ và váy của bé trong bữa tiệc đó. Trong những bữa tiệc lớn thì chị có thể đặt váy, may váy ở Sư Bảo Nguyễn thôi, và chị muốn là chị sẽ có được một chiếc váy lộng lẫy nhất cho cả con gái và cả mẹ để ngày hôm đấy sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Khi mà chị Trà My có chia sẻ như vậy và chị còn nói là chị rất là thích cái form dáng của thiết kế Angelic Poem mà chị đã xem được trên kênh fanpage của Sư Bảo Nguyễn thì chị đã đến đây ngay. Và khi mà nghĩ về màu sắc chọn cho bé thì chị quyết định là sẽ chọn một tông màu, đấy là tông màu tím, thể hiện được là một tông màu mà thể hiện cho là tình yêu này, rồi sự thủy chung mẹ và bé có một chiếc váy mang ý nghĩa nhất, biểu tượng nhất về tình yêu cho ngày đặc biệt hôm đó. Có lẽ đây sẽ là một món quà đặc biệt cho cả bé và cả mẹ luôn của đội ngũ Sư Bảo Nguyễn trong một ngày rất là đặc biệt của em. Và chiếc váy này cũng được thiết kế lại một bản đính rất là mới để chị Trà My có một chiếc váy vừa là một cái bản đính mới nhất và vừa là một bản đính phù hợp nhất với chị. Mình có chia sẻ thiết kế về những cái mong muốn chị Trà My cũng như là cái bữa tiệc của bé, thì thiết kế cũng đã quyết định là sẽ đính một cái bản đính mà tôn lên được nhất cái phong dáng chị Trà My cũng như là cái sự thanh lịch thanh tao, và qua đó thể hiện được cái sự bay bổng thiết kế của Sư Bảo Nguyễn. Khi mà chị nhận được thiết kế này thì cả chị và bé sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm nhận được tình cảm mà đúng của Sư Bảo Nguyễn dành cho chị. Không thể chờ được để đến ngày mà chị và bé cùng mặc thiết kế này lên, mình tin chắc chắn rằng chị và bé sẽ có những bức ảnh lộng lẫy nhất, đáng yêu nhất trong dịp sinh nhật của bé.